Thảo Yên. Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Hôm nay là ngày thứ 6. Chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi phần tin tức trong ngày thứ 6 hôm nay. Đầu tiên là dự báo thời tiết từ hôm nay đến cuối tuần này. Trời đẹp hơn nhiều phải không Thảo Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó trời rất là mát mẻ ở Westminster Garden Road, cao nhất khoảng 84 độ thôi. Còn ở ngoài biển hôm nay nếu mà ra biển hơi lạnh, nó có 70 mấy độ thôi thưa quý vị. Qua đến ngày mai đó thì thấy là họ dự báo trời cũng âm u, cho nên là cái nhiệt độ nó giữ nguyên như vậy. Nhưng mà đến chủ nhật thì thấy là bắt đầu nhiệt độ tăng nhẹ nhẹ một tí. Chủ nhật có thể lên khoảng 86-87. Bắt đầu qua tuần tới là cũng hơi nóng dữ thôi quý vị. Quý vị thấy cái nhiệt độ California khi mà nó lên tới 90 mấy độ cách đây mấy ngày đó, thì so với 80 độ ngày hôm nay thì rõ ràng là mát. Và thậm chí quý vị ra ngoài biển gió nhiều vào buổi chiều đó là lạnh luôn đó, mặc dầu ở trong đất liền là nhiệt độ nó lên tới 87-88 độ. Thị trường tài chính ngày hôm nay như mọi người đã trông đợi, một khi có tín hiệu từ Quỹ Dự trữ Liên bang hạ giảm lãi suất. Thậm chí cái tín hiệu ngày hôm qua đó, giới đầu tư vẫn còn nghi ngờ không biết ông Jerome Powell sẽ có quyết định như thế nào. Vào ngày hôm nay, ông đưa ra tín hiệu đã khiến cho thị trường tăng khủng khiếp. Ông tuyên bố đã đến lúc giảm lãi suất. Và ông phân tích như thế này, các dữ kiện mà Quỹ Dự trữ Liên bang ghi nhận được là về vấn đề lạm phát, ông tin tưởng là sẽ tiếp tục giảm xuống, rồi cộng thêm mức tiêu thụ, công ăn việc làm, tất cả các yếu tố này gộp lại đó, thì họ phải tổng hợp nhiều cái tin tức của nền kinh tế Hoa Kỳ để đưa ra quyết định có nên giảm lãi suất hay không. Thì hiện nay chưa biết được việc giảm lãi suất trong tháng 9 là bao nhiêu, .25% hay .5%. Nhưng nội tuyên bố của ông Jerome Powell đã giúp cho thị trường tăng mạnh cho ngày hôm nay. Dow Jones lên 453 điểm và đã vượt qua mức kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử trao đổi chứng khoán của Hoa Kỳ, 41.163. Khi mà thị trường vượt quá 40.000 là kỷ lục rồi. Và bây giờ lên thêm cả ngàn điểm nữa thưa quý vị. Nasdaq lên 232 điểm, 17.852. Nhưng vẫn còn phải mất thêm 100 mấy chục điểm nữa mới trở lại mức kỷ lục 18.000 đã từng đạt được vào một tháng trước. S&P 500 lên 58 điểm, 5.628. Cũng là mức kỷ lục. Công trái phiếu 10 năm là 3.81. Giảm xuống chút đỉnh và sẽ còn giảm một khi Quỹ Dự trữ Liên bang chính thức tuyên bố cắt lãi suất. Dầu lên 1 đồng 65 sen, 74 đồng 66 sen, có thể gây ảnh hưởng vì các nhà máy lọc dầu và sản xuất dầu của Nga bị Ukraine tấn công. Vàng lên 36 đồng thưa quý vị, 2.552 đồng 60 sen, đây cũng là mức kỷ lục mới trong ngày. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì được biết là cơ quan IRS cùng với FBI và Bộ Tư pháp đã đồng loạt đột kích một lúc 3-4 căn nhà và cả cái nhà hàng Perfume River liên quan đến cái hội Việt America Society. Bây giờ sáng nay tôi mới nhớ là nhà hàng này tên là Sông Hương, Perfume là hương, river là sông. Sông hương thưa quý vị. Thơm nhưng mà làm cái chuyện không có thơm tí nào. Vâng thưa quý vị, đây đầu tiên đây là căn nhà ở Tustin của cô Rihanna Đỗ, con gái của ông Andrew Đỗ. Thì phía hàng xóm đó họ ghi nhận là khoảng 9 giờ 45 là 4 năm cái xe của các họ là cảnh sát của cái cơ quan IRS, bởi vì đằng sau áo của họ đó ghi là Police IRS CI, họ thuộc IRS Criminal Investigation Division thưa quý vị. Họ xuất hiện ở trước cái căn nhà và hàng xóm họ ghi nhận là rất nhanh sau đó Rihanna Đỗ cũng xuất hiện và đã cùng đi vào trong để cho các agents này họ lục soát căn nhà. Thì đến khi mà tờ LAX họ nhận được tin tức họ đến đó thì họ ở bên ngoài suốt và họ ghi nhận là phía cơ quan IS này đã ở trong cái căn nhà
ở Tustin của Rihanna đổ gần 8 tiếng đồng hồ. Và họ ghi nhận là đến khi mà xong việc đó, các agents họ bê ra những cái thùng đựng những cái file, chắc giấy tờ ở bên trong thôi quý vị, tổng cộng là 4 thùng và một cái bịch, cái loại đựng rác rất là to, và họ chở vào bỏ trong các xe và lái đi. Thì cùng ngày hôm qua đó, cùng lúc khi mà cái căn nhà của Rihanna đổ mua, cô này đó, phía hàng xóm họ ghi nhận là mua từ tháng 7 năm ngoái, nhưng mà hình như cổ không có sống trong căn nhà này. Hàng xóm nói là không thấy có dấu hiệu ai ở trong hết, nhưng mà kể từ khi mua đó là có những cái tiếng giống như là sửa chữa trong cái căn nhà này trong một cái thời gian rất là dài. Và đây là cái căn nhà ở phía bắc Tustin của ông Andrew Đỗ và bà Sherry Phạm, ngày hôm qua cũng cùng lúc bị FBI họ đột kích. Tất cả những cái căn nhà ngày hôm qua đó đều có cái lệnh là lục soát nhà thôi quý vị. Thì cũng thấy là các agents họ vào trong đó nhiều tiếng đồng hồ và họ đi ra với những cái thùng đựng giấy tờ. Và bên cạnh đó thì LAX họ cũng ghi nhận là có một cái căn nhà ở Fountain Valley cũng bị đột kích luôn. Cái căn nhà này đó, trên giấy tờ là bà Vũ Thị Thu Thảo sở hữu làm chủ, và địa chỉ của căn nhà ở Fountain Valley thì lại được ghi danh là business address cho cái tổ chức Việt America Society thôi quý vị. Và cái bà Vũ Thị Thu Thảo này cũng là chủ của cái nhà hàng Sông Hương, Sông Hương ở trong West Phước Lộc Thọ. Mà cái phần hùng trong cái nhà hàng này đó, ngoài Vũ Thị Thu Thảo rồi còn có ông Peter Phạm nữa thưa quý vị. Và Peter Phạm này đó, trên giấy tờ lúc đầu là người sáng lập ra tổ chức Việt America Society và có một cái phần hùng nhỏ trong cái nhà hàng Sông Hương này. Bà Vũ Thị Thu Thảo cũng là chủ tịch của cái công ty Aloha Financial Investment. Và Peter Phạm và cái nhà hàng Sông Hương này đó thì lại có cái hợp đồng cung cấp những cái bữa ăn cho tổ chức Việt America Society thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta mới thấy là như hôm bữa quý vị nghe cái phần tường trình của anh Thụy đó, rất là chi tiết, là coi như Việt America Society, nhà hàng Sông Hương rồi Aloha Financial Investment dây mơ rễ má với nhau, tất cả những người này đều quen biết nhau hết cả. Thì bây giờ đó, phía công tố viên cũng như là IS họ đang truy tìm xem là cái số tiền tổng cộng bây giờ là không còn mấy triệu nữa mà là 13 triệu thôi quý vị. Phía quận Cam đã đổ ra cho Việt America Society, sau đó Việt America Society mới đưa ra tẩu tán cho nhà hàng Sông Hương rồi Aloha Investment. Và những ba cái tổ chức này họ đã mua tổng cộng 6 cái, họ nói là căn nhà properties, rồi sau đó lại rút ra tiền mặt từ 6 cái properties này. Thì bây giờ không biết cuối cùng quận Cam có lấy lại được số tiền 13 triệu này không? Thưa quý vị, do Andrew Đỗ đương nhiên đưa ra cung cấp cho VAS, mà trong đó cái người đứng ra sáng lập cùng với tổ chức bất vụ lợi này với Peter Phạm lại là con gái của mình. Đó là những cái vấn đề chính, và đó là lý do những căn nhà, cả nhà của gia đình Andrew Đỗ bị đột kích FBI và nhân viên sở thuế IRS đột kích. Nhà của ông, hai vợ chồng Cherry Phạm và Andrew Đỗ ở trong nhà bị đột kích và phải cung cấp để cho FBI vào đó lục soát, mà chỉ có đứng nhìn mà thôi. Đây là sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử của quận Cam, và có thể nói nhiều quận khác, con gái, chính mình và vợ mình phải đứng nhìn cảnh FBI, IRS vào đột kích căn nhà. Và mặc dù tên của ông Andrew Đỗ cũng như vợ của ông không nằm trong đơn kiện để đòi lấy tiền lại, bởi vì họ nói cái sự sai phạm là do tổ chức VAS. Và bây giờ họ có quá nhiều các bằng chứng rồi. Từ tuần trước, thứ năm tuần trước, chúng tôi gửi đến quý vị phần tường trình đó. Và trong đó đó, một trong những giám sát viên của quận Cam đứng ra và chính bà Foley đã tuyên bố bà đã liên lạc với FBI sở thuế. Bởi vì trong văn bản đó, hồ sơ kiện để đòi tiền lại, nhưng có 17 tội danh bao gồm lừa đảo, âm mưu và các hoạt động bất hợp pháp. Thế thì nếu không có bàn tay của Andrew Đỗ, làm sao con gái 23 tuổi của mình có thể phạm pháp như thế được?
Thì cái vấn đề chính ở đây, một khi quý vị thấy các cuộc đột kích của FBI, mà trước đó chúng tôi gửi đến quý vị tường trình liên quan tới một nhân vật, ông George Santos đó, dân biểu ở New York, bây giờ chấp chuẩn bị án tù. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Hôm qua chúng tôi đề cập bản tin là cuối cùng thì cựu, bây giờ là cựu rồi, bởi vì bị trút phế khỏi cái ghế dân biểu liên bang, tức là đại diện cho một khu vực ở tiểu bang New York tại sàn Quốc hội Hạ viện của Hoa Kỳ, George Santos. Tên này chỉ là gian dối thôi và lấy tiền gây quỹ, cũng là một hình thức lừa đảo đó, thưa quý vị, lấy tiền gây quỹ đóng góp vào quỹ tranh cử của Đảng Cộng Hòa ở New York, thì lấy tiền đó chi tiêu. Và trong cái vụ này đó thì hắn có nộp hồ sơ, tức là khi mà họ điều tra đó thì yêu cầu hắn nộp hồ sơ để xem cái kê khai những cái số tiền mà hắn lấy từ quỹ tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Thì chúng tôi gửi đến quý vị một cái danh sách đó, mà qua đó hắn kê khai 99 đồng. Tất cả mọi thứ mà mấy trang giấy luôn đều là chi tiêu 99, 99, 99. Bởi vì nếu trên 100 Mỹ Kim á, nếu mà xài trên 100 Mỹ Kim phải nêu rõ cái chi tiết là tiêu pha như thế nào. Thì vội vã quá thì, và đây là những cái sơ hở nè, hắn mới kêu kế toán á, và kể cả thư ký, bởi vì dân biểu có thư ký, thì cứ nói là cứ kê khai đi. Mua, thí dụ mua một cái món trang sức, một cái cuộn bộ quần áo sang trọng 4-5 ngàn đô la. Nhưng mà làm sao mà ghi 4-5 ngàn được, không thể ghi như thế. Cho nên cứ ghi, cuối cùng thì họ tìm ra nhiều cái chi tiêu, rồi lấy tiền trả tiền đủ thứ mọi thứ hết. Thì cuối cùng y xin lỗi, và như chúng tôi tường trình đó là cái lời xin lỗi ăn năn sám hối nghe cũng tội nghiệp. Hắn nói là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những gì mà tôi đã làm, và tương tự như các công dân Hoa Kỳ khác, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và sắp tới đây, vào tháng 9, ông sẽ ra hầu tòa trở lại để nhận án tù ít nhất cũng phải 2 năm. Thế thì trở lại với cái vụ của gia đình của ông Andrew Đỗ, với cái tựa đề mà ngày hôm nay trên tờ LA East là không có tờ LA East này và phóng viên đó, thì chắc có lẽ cái vụ này nó chìm xuồng luôn đó. Họ đã thực hiện sau cái thời gian COVID-19 đó, thưa quý vị, và cũng như nhiều vụ điều tra của California. California cũng là nơi đã bị thất thoát số tiền của liên bang hỗ trợ cho các quận. Thì riêng ở Los Angeles và quận Cam đó, thì tờ LAX này có trụ sở ở Los Angeles, thế nhưng họ điều tra hết tất cả. Và họ trong các hồ sơ họ theo dõi thì họ thấy, ủa sao một cái nguồn tiền COVID-19, tiền ngân sách của quận Cam cả chục triệu Mỹ Kim mà giao cho một tổ chức bất vụ lợi, mà không hề thấy trong văn bản là ông bố Andrew Đỗ nói kê khai là cái nguồn tiền đó chuyển sang cái tổ chức bất vụ lợi là con gái của mình. Đó là điểm mà tờ LAX đã bắt đầu cất công hơn 2 năm trời để điều tra. Và sau đó cũng chính tờ LAX này đã loan tải tin tức và dẫn đến các cuộc điều tra nội bộ của quận Cam, thậm chí đưa đến cái việc quyết định đó là trong tương lai các cuộc họp và những cái vấn đề mà tiền quỹ thế này đó là phải công khai. Nếu một giám sát viên nào chuyển cái ngân sách đó cho một tổ chức bất vụ lợi hoặc là một cơ quan nào mà trong đó có người thân, cho nên cái chuyện mà con ông cháu cha, người thân trong gia đình là cái chuyện tối kỵ trong chính trị ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Còn làm đôi khi bố chịu cái vụ mà ông Biden với Hunter Biden vân vân, rồi con rể của ông Trump và ông Trump vân vân và vân vân, ngay cả những người con trai của ông Trump nữa, những cái mối đó dẫn đến những cái vụ kiện liên quan đến dân sự, những cái vụ làm ăn
mà kê khai sai trái. Thì nó trở lại với cái vụ này là như thế. Và những cái tựa đề mà chúng ta không hề muốn thấy đọc trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta, với cái cấp vụ cao cấp của quận Cam, feds, các nhân viên liên bang, trong trường hợp này là cảnh sát, FBI và sở thuế. Thì vào hôm thứ Năm tuần rồi, chúng tôi tường trình gửi đến quý vị đó, là hồ sơ này không chỉ riêng ở quận Cam, họ nộp luôn lên cả tiểu bang California và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Và đó là lý do tại sao có IRS, FBI phải đột kích. Thực ra không biết được họ sẽ tìm thấy, họ muốn lấy thêm các hồ sơ, họ đã có những cái bằng chứng rồi. Bởi vì sao? Trong trường hợp này đó là bên phía quận Cam, trong cuộc điều tra họ đã yêu cầu kê khai văn bản giấy tờ chi tiêu của VAS, tổ chức bất vụ lợi Việt America Society, cho mấy tháng trời luôn. Mà tổ chức này bây giờ làm sao? Bây giờ cung cấp mà giả là còn chết nữa. Họ có thể giả hồ sơ, tức là nguệch ngoạc ghi hết thế này, thế này, thế này. Nhưng mà giả như thế đó vô cùng nguy hiểm. Cho nên có lẽ là luật sư đề nghị là không nên, im lặng. Và đó là lý do họ không có, họ cho một thời gian để nộp hồ sơ. Họ muốn xem cái vấn đề kiểm toán, nhất là các của tổ chức bất vụ lợi, nhận tiền, nhận những hợp đồng của chính quyền, tại đây là của quận Cam, và tiền thuế là của chúng ta đóng góp. Trong đó quý vị và chúng tôi, những cư dân ở quận Cam đóng góp, mặc dù số tiền đó một phần là của liên bang. Nhưng mà quý vị thấy trong các nỗ lực mới đây đó, về vấn đề mà vô gia cư đó, quận Cam cũng chịu trách nhiệm một phần, đóng góp vào các nỗ lực mà người thọ thuế, chúng ta vừa đóng tiền thuế tiểu bang, liên bang, và vấn đề thuế thổ trạch là quận Cam hưởng. Thì những cái tiền thuế đó đó là quận Cam phải chia sẻ với chính phủ để mang lại lợi ích cho người dân. Thì cái số tiền này 13 triệu Mỹ Kim thưa quý vị, giao cho con gái, mà trong đó có Peter Phạm, không biết có mối liên hệ nào với bà Cherry Phạm, là vợ của ông Andrew Đỗ hay không. Rồi cô họ Vũ nữa, lập ra một tổ chức đầu tư. Và họ nói, một lần nữa trở lại với cái căn nhà, mà trong đó họ nói có 5 căn nhà nằm trong cuộc điều tra, bởi vì cái số tiền này lấy ra để mua nhà bạc triệu và chi tiêu hoang phí. Thì họ nói như thế này, căn nhà của cô Rihanna Đỗ mua năm ngoái ở Tustin, năm nay cô 23 tuổi, căn nhà trên 1 triệu đô la ở Tustin. Ông bố mẹ thì sống ở North Tustin. Con gái 23 tuổi làm lương bán thời gian trong tổ chức bất vụ lợi mà 4.600 Mỹ Kim. Riêng cái chuyện đó chúng ta nghe cũng thấy bất nhẫn nữa. Nếu là tổ chức bất vụ lợi, đồng ý là tổ chức bất vụ lợi làm, các thư ký có trả. Nhưng mà bán thời gian mà trả 4.600 một tháng. Cô nói cô để dành 3 năm. Thưa quý vị tính ra thử. Bây giờ cô cho nhịn ăn không ăn, không trả tiền nhà, không trả tiền xe, không trả tiền xăng. Cho dù số tiền đó Andrew Đỗ và Cherry Phạm trả cho con gái của mình, như trường hợp nhiều gia đình khác, thì xem như cô để dành được một tháng 4.600 phải không ạ? Ngoài ra thì cô học toàn thời gian của trường UCI học luật nữa, thì lấy cái gì để mà kiếm thêm tiền? 4.600 coi như là không có xài gì hết, để lại trong vòng 3 năm quý vị được bao nhiêu tiền? Có 100 mấy chục ngàn à? Làm sao mua cái nhà 1 triệu mấy? Mà cái tiền trả cho cái nhà này đó lại là đến từ Aloha Investment. Mà Aloha Investment lại có tên của người đứng trong tổ chức bất vụ lợi VAS. Rồi nhà hàng song hương Perfume River trong Phước Long Thọ cũng nằm sở hữu của Peter Phạm, của Vũ, vân vân. Thì cái đó nó bằng chứng quá rành. Thứ hai nữa, hồ sơ không nộp. Rồi vấn đề FBI và IRS đi vào trong mấy cái nhà luôn. Họ nói rằng 5 căn nhà mà trong đó có nhà đang sửa rồi đủ hết. Đó. Có nhà Fan Valley, Buna Park, mua
xong rồi lấy tiền sửa, cũng từ Peter Phạm, cũng từ cô Vũ. Thì đây là những chi tiết mà tờ LDS đưa ra rất là rõ ràng. Và họ muốn điều tra để xem coi, bây giờ bởi vì kể cả nhà của ông Andrew Đỗ và bà Cherry Phạm, thẩm phán quận Cam, mặc dù là trợ lý thẩm phán, nhưng mà nhà của hai người này, bố mẹ của Brianna Đỗ cũng bị đột kích nữa. Họ muốn tìm xem là ông Andrew Đỗ biết gì trong cái vụ này, bà Cherry Phạm biết gì trong cái vụ này. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Ngày hôm qua thì FBI, IRS và cảnh sát đã đột nhập 5 căn nhà của những nghi phạm trong cái vụ mà đã bị tố cáo là lừa đảo tiền gây quỹ của ngân sách quận Cam do ông Andrew Đỗ cung cấp cho VAS, tổ chức bất vụ lợi do con gái của mình đứng ra sáng lập cùng với Peter Phạm và những nhân vật khác. Thưa quý vị, khi mà họ đến đột kích một căn nhà nào, họ tìm kiếm hồ sơ đó, họ có chat tòa. Và tòa, ông quan tòa, ông ngồi xem, ok, có đầy đủ những cái chi tiết mà quận Cam đưa ra. Bởi vì những cái vụ mà lừa đảo như thế này, họ cho phép, thì họ đột kích. Đột kích là mục tiêu, bởi vì sao bên phía quận Cam đến giờ phút này họ không có cái hồ sơ gì cả. Họ điều tra thì họ thấy có những cái sự sai trái như thế. Nhưng mà khi hỏi đến những kẻ mà can dự vào cái vụ mà lấy tiền quỹ như thế này đó, quyền ngân sách, tiền thuế của người dân, thì họ không cung cấp giấy tờ. Mà nếu không có giấy tờ thì rất là khó, và phải có thêm các bằng chứng nữa. Thì đó là cái đơn kiện đã được quận Cam đưa đến, 17 tội danh nhắm vào nhiều nhân vật, trong đó Brianna Đỗ, không có ông Andrew Đỗ, không có bà Cherry Phạm. Nhưng bây giờ thì FBI cũng vào căn nhà này đột kích, thì có nghĩa là gì? Họ muốn tìm bằng chứng để xem ông Andrew Đỗ và bà vợ là thẩm phán Cherry Phạm biết gì. Bởi vì sao? Ông Andrew Đỗ là người phân phối số tiền đó cho con gái của mình. Và nếu mà chứng minh được là ô, cái chuyện đó là con gái tôi đã lớn rồi, 18 tuổi rồi, nó làm cái chuyện gì đó tôi không biết được. Nhưng mà cái xét ra cái lý thì thấy đây là một bất vụ lợi, thì nhiều bất vụ lợi tiền được cung cấp, thì trong đó bất vụ lợi này là của con gái tôi. Tôi không nói cho ai biết, mà tôi đâu có phạm luật gì đâu, chưa có cái gì mà chứng minh tôi làm sai cả. Nhưng mà FBI đột kích vào là mục tiêu của họ là muốn tìm bằng chứng kết nối những hành vi phạm pháp giữa ông Andrew Đỗ nếu có, bà thẩm phán Cherry Phạm nếu có, bởi vì đó là bố mẹ của cô Brianna Đỗ. Mà Brianna Đỗ nằm trong cái đơn kiện của quận Cam. Họ muốn tìm những mấu chốt, rồi họ đột kích luôn nhà của những người nằm trong một công ty đầu tư Aloha Investment và nhà hàng song hương Perfume River, để xem bằng chứng. Họ muốn tìm bằng chứng ở đây, những cái hóa đơn, những cái chi tiêu mua đồng hồ Rolex, mua xe, sửa nhà, họ muốn tìm tất cả, rồi cả máy móc điện toán nữa, những cái hồ sơ là phải có. Bởi vì cái tiền đó lấy từ đâu? Thì nguồn tin mà LAX ghi nhận được đó là có cái phương pháp nào đó, khi mà quận Cam rót tiền xuống đó thì có những vấn đề chuyển ngân, phải không ạ? Thì những vấn đề chuyển ngân này khi mà đưa vào ngân hàng đó, bắt đầu họ rút ra. Những người này tới ngân hàng, họ không rút hơn 10.000, họ rút lần vài ngàn, rút nhiều cái chương mục như thế, rồi chuyển đủ hết. Cái chuyện đó không sao hết. Lấy tiền ra để đi mua thực phẩm. Quận Cam hỏi hóa đơn đâu, anh mua ở đâu, ngày nào. Rồi cái thực phẩm nó mua đó, nấu, ai nấu, chi phí bao nhiêu, làm ra bao nhiêu hộp đồ ăn. 1.000 hộp đồ ăn, ok, cho tôi xem cái số coi. Bởi vì chắc cả chi tiêu này, đầu bếp nấu bao nhiêu, nó phải ghi rõ. 1.000 hộp, ok, 1.000. Bây giờ ai tới lấy, ai tới lãnh, không đủ cái người lãnh, thì cái số đồ ăn đó ở đâu?
bỏ hay như thế nào? Nhiều lắm. Đây là chỉ là những cái rất là đơn giản mà chúng ta nhìn thấy khi mà họ nhắm tới. Thì sau khi đột kích như thế này, mà nếu tìm thấy các bằng chứng hoặc là có những cái sự nghi ngờ, sẽ đến việc subpoena, thưa quý vị. Subpoena bắt đầu yêu cầu gia đình, cả gia đình Andrew Đỗ, Sherry Phạm, cô con gái Ryan Đỗ, Peter Phạm, vân vân, lên để thẩm vấn. Và điều này subpoena thứ hai nữa là nếu có thấy bằng chứng mà rõ ràng chứng minh được, họ sẽ dẫn đến việc truy tố. Và khi truy tố có nghĩa là còng tay, tức là họ sẽ đến nhà hoặc là ông Andrew Đỗ. Đây là những cái giả thuyết được đưa ra, và đó là cái chuyện mà dẫn đến, bởi vì những người mà chúng tôi tường trình liên quan đến các vị dân biểu, ông thượng nghị sĩ còng tay hết. Vâng, thậm chí ông tổng thống Trump cũng thế nữa, không bị còng tay nhưng mà bị truy tố, subpoena xuất hiện cái ngày đó. Án tòa, trách tòa đã được đưa ra để yêu cầu bắt. Khi bắt đó, họ thẩm vấn, họ mang từng người ra, họ hỏi. À, như thế này, mà trả lời không đúng, mà trả lời sai, thì sẽ cấu kết cái chuyện bè phái, cái chuyện lừa đảo. Và thưa quý vị, trong trường hợp này một lần nữa, tại sao bố mẹ là luật sư, mẹ là thẩm phán, con gái đi học luật, mà lại có những cái hành vi sai trái như thế, mà bây giờ không chứng minh được? Một khi quý vị không chứng minh được, người ta đòi hỏi giấy tờ, không chứng minh được, thì dẫn đến việc truy tố và tù tội thôi. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì Bộ Tư pháp ở tại Nam Hàn đã đưa ra một cái tuyên bố liên quan đến một cái bê bối của bà đệ nhất phu nhân Nam Hàn. Mà bây giờ đó, cái tuyên bố này nó đã gây ra một cái sự phẫn nộ và chỉ trích, không chỉ riêng ở công chúng mà bây giờ những cái đảng đối lập đó đang chỉ trích đảng cầm quyền của ông Tổng thống Yoon Suk Yeol, thưa quý vị. Và có thể cái chuyện này nó sẽ gây ra một cái ảnh hưởng lớn trong cái nền chính trị ở Nam Hàn trong những tháng sắp đến, khi mà ông Tổng thống Yoon này đó, ổng sắp sửa hết nhiệm kỳ. Thì đầu đuôi câu chuyện đó là nó liên quan đến một cái scandal của bà vợ của ông, thưa quý vị, mà nó bắt đầu là từ tháng 9 năm 2002. Chúng tôi xin tường trình đến quý vị là bà đệ nhất phu nhân này đó, quý vị cũng nhớ là suốt từ khi mà ông Yoon ổng đắc cử là bà đắc không được lòng của người dân Nam Hàn, bởi vì thứ nhất bà bị vạch trần là đã nói láo về cái vấn đề học thức của mình, rồi họ trước đến giờ đó các bà đệ nhất phu nhân thì giống như là không có ăn mặc diêm dúa lắm, không có muốn, không, người dân Nam Hàn họ không cho cái người đệ nhất phu nhân giống như là thể hiện mình, thưa quý vị, để mà quá lấn át ông chồng. Thế nhưng bà Kim Ki-hoon, xin lỗi quý vị, Kim Ki-hoon-hee này đó thì là một cái ngoại lệ từ trước đến giờ, khi mà bà cũng trẻ trung rồi cũng thích ăn mặc thời trang, cho nên lúc nào cũng thu hút những cái ánh nhìn của báo chí, thì là người ta đã không thích, cho nên là sau đó bị vạch trần cái chuyện là nói láo về học vấn rồi ăn xài quá mức khi mà chồng lên làm tổng thống. Thì đùng một phát nó dẫn đến một cái scandal lớn nhất của bà từ trước đến giờ, đó là vào tháng 9 năm 2002 bà bị quay lén, thưa quý vị. Mà quay lén đây là người ta cố tình set up, nhưng mà cái tổ chức họ là một cái tờ báo, họ đã cài người ông mục sư, thưa quý vị, họ choi không biết bằng cách nào, có thể là qua những cái mối quan hệ riêng tư đó, một cái ông mục sư họ choi này, ổng đã được một cái appointment đến văn phòng gặp riêng bà Kim để mà nhờ một ông muốn xin một cái ân huệ. Ông mục sư này đó là người Mỹ gốc Hàn, có quốc tịch Mỹ, nhưng mà ông nói là bây giờ đã có người nhà của ông đã qua đời, bây giờ muốn chôn cất ở một cái nghĩa trang quốc gia ở tại Nam Hàn, mà chắc thường đó là những cái nơi này rất bây giờ không còn chỗ để vào hay sao đó, ngoại trừ quan chức hay là những người rất giàu có. Thì ổng giống như muốn nhờ cái quyền thế của bà đệ nhất phu nhân cho người nhà của ông có một cái chỗ chôn cất ở cái nghĩa trang quốc gia. Thì trong cái lần gặp gỡ đó mà bà
Kim này đó, bà không biết ông mục sư này lại thuộc người của cái tổ chức tin tức, thưa quý vị, tổ chức này là Voice of Seoul. Họ chuyên đi vạch trần những quan chức chính phủ mà có những cái hành vi tham nhũng, và bà Kim này đó thì suốt mấy năm nay đã bị điều tiếng là giống như rất là hống hách, rồi có những cái hành vi thao túng cổ phiếu vân vân. Nhưng mà tại vì vợ của tổng thống đâu có, ông tổng thống ông đâu có kêu công tố viên đi điều tra vợ của mình, cho nên cái tổ chức này họ quyết định là họ giàn cảnh nếu như bà thật sự trong sạch sẽ không nhận hối lộ, chẳng hạn là như vậy. Và thế là cái ông mục sư này đó, ổng đeo một cái máy quay lén ở cái đồng hồ, là ổng cho thấy cảnh ổng đi vào trong cái cửa tiệm Dior, thưa quý vị, mua một cái túi xách, và cái túi xách như trong hình trị giá 2.250 Mỹ Kim. Và sau đó ổng cầm cái túi xách đó bước vào văn phòng của bà Kim, thì toàn bộ cái hình ảnh từ khi ổng bước vào, ổng nói gì với bà đệ nhất phu nhân đó, cái đồng hồ của ổng nó đều quay hết. Thì lúc ban đầu đó bà có nói là mai mốt đừng có mua những cái đồ mắc tiền như thế này nữa. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng tôi xin quý vị tiếp tục theo dõi sau phần quảng cáo. Một cái vụ bê bối rất là lớn của bà đệ nhất phu nhân của Nam Hàn. Thì như chúng tôi thưa đó, bà bị quay là vào tháng 9 năm 2022 do một cái tổ chức gọi là Voice of Seoul. Họ muốn chứng minh là bà này đó giống như là lạm dụng quyền lực và có ăn hối lộ ở trong này. Thì cái ông mục sư cũng là người của cái tổ chức này, đã bây giờ báo chí đó thì họ không có nói là cái chuyện mà ổng nhờ xin cho người thân được chôn cất ở cái nghĩa trang quốc gia đó là có thật hay không, hay là họ dựng lên một cái chuyện để mà tìm gặp được bà này thôi. Nhưng mà bả đã cho gặp. Thì trong cái đoạn video khi mà cái tổ chức này họ đăng lên YouTube đó, có thấy là khi mà cái ông mục sư ổng đẩy cái túi về đó, thì bà đệ nhất phu nhân bả có nói một câu là sau này đừng có làm như vậy nữa, đừng có mua những cái món mắc tiền nữa. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi chứ không có đẩy trả lại. Rồi suốt buổi coi như ông kia ổng trình bày vấn đề, cái túi, cái hộp nó vẫn nằm ở trên bàn của bà. Rồi sau đó ổng cảm ơn, rồi ổng đứng bắt tay vân vân, ổng bỏ ra về, cái hộp vẫn nằm ở đó, thưa quý vị. Và cái tổ chức này đó, họ nói theo luật của Nam Hàn là tất cả các quan chức của chính phủ từ nhỏ xíu cho đến lớn không được nhận bất kỳ một cái món quà nào trị giá trên 750 Mỹ Kim, thưa quý vị. Thì và theo luật đó là họ sẽ cho một cái khoảng thời gian là 3 tháng để giống như có nhiều khi có những cái trường hợp, ví dụ người này là quan chức lớn nhưng mà những cái người nhờ cậy đó đến nhà, cái người quan chức đó không có ở nhà nhưng mà đưa cho người nhà, rồi sau này cái người quan chức này giống như suy nghĩ lại họ muốn trả cái món quà, thì theo luật họ có một cái khoảng thời gian là 3 tháng là nếu như cái món đồ đó mà được trả đi thì sẽ không có bị dính là tội gì hết. Thì cái tổ chức này họ quay vào tháng 9, họ chờ đến hết tháng 11, thưa quý vị, là đúng 3 tháng bà văn phòng của bà không hề gửi trả lại cái túi này, cho nên đến cuối tháng 11 họ mới đăng lên trên YouTube, và cùng một lúc họ đã gửi thư tố cáo là bà đệ nhất phu nhân ăn hối lộ. Thế là tin tức nó nổ ra rần rần hết, thưa quý vị. Và lúc này đó cái danh tiếng của bà đệ nhất phu nhân nó đã rất là tệ rồi. Tại trước cái vụ này là bà đã bị nhiều người đó họ tố cáo là đã lợi dụng cái giống như cái danh là đệ nhất phu nhân, rồi ông chồng mình là tổng thống, thao túng giá cổ phiếu nữa, thưa quý vị. Là giống như bà đã từng endorse cho một cái công ty tên là Deutsche Motors, sau đó giá trị cổ phiếu của cái công ty này nó tăng kinh khủng khiếp luôn. Và bà bị tố là đã dùng account của người mẹ ruột của mình mua cổ phiếu của cái công ty này, sau đó nó lên một cái là bán ra. Thì sau khi mà bị tố như vậy, cùng lúc với cái chuyện cái túi Dior này đó, thì mà mặc dù Bộ Tư pháp của Nam Hàn đó họ im lặng trong một thời gian rất là dài, nhưng mà dưới cái sức ép của dư luận và đương nhiên là có những cái đảng đối lập nữa, thế là cuối cùng sau 4 tháng phía Bộ Tư pháp họ phải lập ra một cái đơn vị đặc biệt đi điều tra 2-3 cái vụ tố cáo của bà đệ nhất phu nhân này. Nhưng mà quý vị cũng biết đó, Nam Hàn một khi mà đã nắm quyền lực chính trị trong tay thì gần như là không thể đụng vào họ, ngoại trừ những cái tội giống như là giết người hay cái gì
gì rõ ràng. Còn đây là những cái lời mà tố cáo, rồi nhiều khi họ không có bằng chứng xác thực. Thế là cùng một lúc hai vụ, đó là cái vụ mà bà thao túng giá cổ phiếu, rồi dùng account của người mẹ ruột của mình để mà mua giá cổ phiếu đó. Thì tại vì thật sự ra đó là trên cái account là người mẹ mua, cho nên bây giờ đó chỉ có thể Bộ Tư pháp Nam Hàn chỉ nói là người mẹ của bà Kim đó có mua và bán cổ phiếu thật, nhưng mà chậm trễ trong cái việc đóng thuế, trong khi người ta tố đó là chính bà Kim này bả mua và bả đang muốn trốn thuế. Thế là Bộ Tư pháp cho biết là người mẹ ruột của bà Kim lớn tuổi rồi cho nên có thể quên, cho nên bây giờ họ cho bả một tháng trời để mà đi trả tiền thuế. Cái vụ đó chìm xuồng. Và ngày hôm qua thì cái vụ mà cái túi sách Dior này đó, Bộ Tư pháp cũng đưa ra cái quyết định là sau khi mà điều tra suốt 9 tháng trời, họ nói thứ nhất, cái bóp này đó, cái ông mục sư ổng nhờ là một cái favor cá nhân, nó không có liên quan gì đến cái trọng trách làm tổng thống của ông chồng hết, cho nên cái phía đó là bà không có phạm lỗi. Còn phía bà đó thì bà giải thích là sau khi mà bà suy nghĩ lại đó, bà đã kêu nhân viên của bà gửi trả cái bóp, nhưng mà nhân viên quên và có cái người nhân viên đứng ra nhận tội luôn thôi quý vị. Thế là cho nên cái người đó bị đuổi. Thế là Bộ Tư pháp họ nói là ồ, cái chuyện này bà đã muốn trả lại rồi vân vân, nhưng mà có người bị nhận tội rồi bị đuổi, cho nên là bây giờ bà chính thức đưa ra tuyên bố bà không có sai phạm gì trong này hết. Thế là từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, trên tất cả các mạng xã hội, người dân Nam Hàn họ phẫn nộ, họ kêu là cái chính quyền của ông Yoon này là một chính quyền tham nhũng nhất từ trước đến giờ, và họ gọi bà Kim Kyung Hee này đó là một Marie Antoinette của Pháp, khi mà họ nói là bà giống như ăn chơi ăn xài tiền thuế của người dân vân vân, lạm dụng chức vụ của ông chồng. Và hai cái đảng đối lập đó bây giờ ngay lập tức họ nói là bản thân ông Yoon này đó đã có những cái hành vi bao che cho những cái việc làm phạm pháp của người vợ, thì đáng lý ra ông cũng phải bị điều tra. Thì cho thấy được là bây giờ đó, theo ngay lập tức báo chí họ mà mở những cái cuộc điều tra, thì cho thấy uy tín của ông Yoon nó đang giảm sút một cách trầm trọng thôi quý vị. Hai người có con không ta? Chắc hình như không nghe nói. Không nghe con ha. Chứ không thôi là điều tra luôn cái vụ có lấy tiền quỹ của quốc gia cho quỹ bất vụ lợi của con trong trường hợp này hay không luôn đó, thưa quý vị. Và Đại hội Đảng Dân Chủ đã kết thúc ngày hôm qua. Bà Kamala Harris được xem là có bài diễn văn nhận đề cử của đảng ngắn nhất, ba mấy phút thôi. Ông Trump thì có bài diễn văn dài nhất trong lịch sử, thì đó, điều đó cũng ta cũng hiểu, ông Trump thích nói, còn bà thì cũng ngắn gọn thôi. Thế nhưng thử thách vẫn còn, 70 mấy ngày nữa là tới ngày bầu cử. Mặc dù hiện nay trong các cuộc thăm dò thì thấy bà trên chân ông Trump một chút xíu, rồi có thăm dò khác liên quan tới cử tri độc lập thì thấy ông Trump trên bà Kamala Harris một chút. Thế nhưng cái sự chênh lệch đó nó nằm trong sai số. Sai số thường quý vị nghe thấy các cuộc thăm dò là từ 3-4%. Thực ra đó, nói là bị chỉ trích là fake poll, sau là thăm dò giả vân vân, hoặc là trong quá khứ cũng có những cái cuộc thăm dò, chúng ta nhớ trong cái năm bầu cử 2016 giữa bà Clinton với ông Trump đó, là các cuộc thăm dò hoàn toàn sai. Khi vào gần tới ngày bầu cử họ cứ nói là cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton và bà vẫn trên ông Trump, thậm chí có cuộc thăm dò còn trên 5% nữa. Và từ đó trở đi đó, các nhà thăm dò họ cẩn thận hơn nữa trong vấn đề thăm dò để tránh lịch sử bị lặp lại. Thế nhưng bỏ qua cái chuyện thăm dò thì những nhà thăm dò gọi là pollster họ không thăm dò ngoài cái chuyện thăm dò về cử tri trong các nhóm. Họ có một số các cử tri mà những cử tri này là luôn theo dõi kết quả bầu cử hoặc là luôn theo dõi các ứng viên. Phần lớn là khoảng trên 1.000 tới 2.000
mấy trăm cử tri đó để họ gạn lọc ra, trong đó là nam nữ, gốc Phi Châu, gốc châu Mỹ Latin, da trắng, người có học, người ít học, rồi mọi thành phần hết, để mà họ nhìn chung xem cái sự ủng hộ của cử tri như thế nào. Thì hiện nay đó, cuộc thăm dò đều cho thấy bà trên trên, nhưng mà nó trên ông Trump nằm trong sai số. Cho nên nói gì thì nói, nó không thể nói lên chính xác cái hiện trạng hiện nay. Bởi vì vẫn còn tới hơn 2 tháng nữa tới bầu cử. Thế nhưng dựa trên quá khứ, những gì đã diễn ra, và họ so sánh Đại hội Đảng Dân Chủ lần này như Đại hội Đảng Dân Chủ thời ông Obama năm 2008 khi đụng độ với John McCain. Thì đó là điểm chính yếu mà các sử gia cũng như các nhà phân tích họ đưa ra cái hình ảnh. Họ nói sau ngày Đại hội Đảng thì người ta sẽ biết được là cái momentum, cái sự gia tăng, cái khuynh hướng, một momentum là khuynh hướng đi lên lạc quan đối với một ứng viên như thế nào. Thì rất nhiều người, ngay cả các chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa và kể cả những người đang cố vấn cho ông Trump nữa, họ nhìn và họ thấy rằng dường như lịch sử từ thời cử tri, trong đó cử tri trẻ được phấn khích, họ thấy đã đến lúc nước Mỹ cần có một tổng thống gốc Phi Châu. Chúng tôi quay trở lại ngay sau hình quảng cáo. Chúng tôi đang đề cập đến các nỗ lực tiếp tục vận động tranh cử trong vòng hơn 2 tháng tới. Momentum, cái đà đi lên lạc quan tin tưởng, và các nhà phân tích ra họ nói rằng nhìn Đại hội Đảng Cộng hòa, Đảng Dân Chủ năm nay không khác gì năm 2008 khi ông Obama nhận đề cử của đảng. Giờ đây câu hỏi đặt ra là liệu nước Mỹ có chấp nhận một nữ tổng thống da màu đầu tiên hay không? Câu hỏi đó là câu hỏi đầy thử thách cho bà Kamala Harris trong vòng hơn 2 tháng nữa. Mặc dù có cái sự động lực thúc đẩy phấn khích của cử tri, nhưng mà khi đi bầu đó, các cử tri này có đi bầu hay không? Cử tri độc lập có sẵn sàng bỏ phiếu cho bà hay không? Liệu rằng các cuộc thăm dò có đúng như hiện nay hay không? Thực ra đó, thăm dò bây giờ nó khác với thăm dò của bà Clinton thời 2016, thưa quý vị. Bởi vì mặc dù trên, nhưng mà hai ứng viên đều, nếu mà tính ra sai số đó, mặc dù các cuộc thăm dò quý vị thấy đó, đều nói là ông Trump dưới bà Kamala Harris, nhưng mà không quá nhiều. Mà chưa kể đó, ông Trump đang nắm trong tay một trong những vũ khí nặng ký so với bà Harris là về kinh tế. Bởi vì cuộc thăm dò thực tế đều cho thấy rằng đại đa số cử tri đều tin tưởng là ông Trump khi vào Tòa Bạch Ốc đó vẫn có cái sự lèo lái đưa kinh tế của Mỹ vượt trội hơn nữa. Liệu rằng kinh tế sẽ phá hết tất cả những nỗ lực của bà Harris hay không? Trong đó, bà đưa ra vấn đề tội phạm của ông Trump, vấn đề di dân, vấn đề giảm chi tiêu, vấn đề bảo hiểm sức khỏe, vấn đề phá thai, vấn đề quyền phụ nữ, mà vận động của Đảng Dân Chủ hiện nay là tự do, quyền và quyền. Thì sự khác biệt đó chúng ta sẽ nhìn thấy vào ngày bầu cử. Chứ còn các cuộc thăm dò thì xem là xem thế thôi. Ngoài ra là trong vòng 2 tháng tới nữa, liệu bà Harris có tiếp tục giữ được cái tinh thần của cử tri? Họ có còn tiếp tục phấn khởi, hồ hởi như hiện nay sau Đại hội Đảng? Còn riêng với ông Trump thì thực sự những người đã ủng hộ ông, họ vẫn tiếp tục ủng hộ ông. Cái đà của ông có vượt lên được hay không? Thì ăn thua, nỗ lực của phía ông Trump là làm sao đánh vỡ được những cái khuynh hướng ủng hộ bà Kamala Harris, đưa ra những điểm yếu của bà, đặc biệt
là khả năng lãnh đạo nước Mỹ, một điểm mạnh mà ông Trump đã chứng minh cho cử tri thấy rằng trong vòng 4 năm, ngoại trừ cái việc COVID-19, trong vòng 4 năm đó ông đã giúp nước Mỹ như thế nào, thì ông ít nhất cũng là người lãnh đạo nước Mỹ, mặc dầu tuổi tác cũng là một phần mà cử tri cho biết là họ cũng xét xem là liệu rằng ông Trump có giả quá hay không, có đủ minh mẫn. Và bây giờ họ so sánh như thời của Biden đã nhường lúc cho bà Harris hay không. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì chính quyền của ông Newsom đó, Bộ Phát triển Gia cư và Nhà ở đã đưa ra một cái tối hậu thư cho các quan chức của thành phố Beverly Hills liên quan đến cái chuyện đó là phía tiểu bang đó từ năm ngoái đã muốn xây dựng một cái tòa nhà cao tầng có tổng cộng 165 cái apartment units ở bên trong, mà gần 20% là sẽ cho người low income để mà thuê. Thế nhưng phía thành phố Beverly Hills á, thì từ năm ngoái cho đến bây giờ là cứ không chịu chấp thuận cho cái kế hoạch này. Quý vị cũng biết Beverly Hills là nơi mà giống như là người giàu họ ở không à. Thì phía các quan chức đó thì họ chối là họ giống như là không phải là họ không muốn chấp thuận, mà họ nói là tại vì cái kế hoạch này của tiểu bang vẫn chưa có đầy đủ, họ không muốn. Nhưng mà thật sự ra đó, phía báo chí địa phương thì họ nói là tại vì cái vị trí này đó, xung quanh phía sau là những cái nhà bạc triệu của các người giàu, rồi gần ngay kế bên đó là một cái bệnh viện, mà bệnh viện đó thì cũng thường là bệnh viện tư người giàu họ ra vô, mà phía những người giàu đó thì họ không có thích những cái tòa nhà chọc trời, tại vì họ mua những cái căn nhà bạc triệu đó thì họ thích, họ có những cái view giống như nhìn từ ở trên cao nhìn ra nguyên cái thành phố, mà bây giờ bị xây nguyên một cái tòa nhà như vậy thì nó sẽ chắn những cái view của họ. Rồi chưa kể ở đây là nhà của những dạng giống như là triệu phú ở không à, mà cái tòa nhà này đó thì như chúng tôi thưa, kế hoạch của thành phố là tổng cộng 165 units ở bên trong, có một hotel nhỏ, mà hotel cũng kiểu dạng cho người hotel giá rẻ thôi chứ không phải hotel đắt tiền. Và 20% các căn units này sẽ dành cho người low income thuê. Thì đương nhiên người low income thì những cái người mà giàu ở đây đó, họ sợ là cái nơi này sẽ trở thành cái nơi xô bồ này nọ, cho nên là họ cứ chần chừ trì hoãn, không chịu approve cái kế hoạch này. Mà phía tiểu bang đó thì họ lại có một cái luật được gọi là Builder's Remedy thôi quý vị, đó là mỗi một cái thành phố mỗi một năm đó họ phải theo đúng được cái tiêu chuẩn của tiểu bang yêu cầu là xây dựng đủ số nhà ở cho cư dân. Mà quý vị cũng biết LA thiếu nhà ở mấy chục năm nay rồi, cho nên là thì họ có một cái luật gọi là Builder's Remedy, là khi mà thành phố không lập ra được kế hoạch, không xây được, thì những cái người real estate developers họ được quyền nhảy vào thôi quý vị. Họ giống như mua đất hay là họ đưa ra những cái kế hoạch với chính quyền như thế nào đó, ồ cho tôi thuê cái mảnh đất này tôi xây lên thì tôi bỏ tiền ra, rồi sau đó thành phố lấy về bao nhiêu. Thì cái kế hoạch này nó nằm ở cái con đường địa chỉ là 125 Linden Drive thôi quý vị. Thì như chúng tôi thưa đó, cái mảnh đất là thuộc quyền sở hữu của chính phủ, nhưng mà phía đằng sau với xung quanh đồ đó là vị trí đắc địa, toàn là nhà cửa của dân triệu phú, rồi một cái bệnh viện sang trọng. Cho nên các quan chức ở Beverly Hills họ cứ chần chừ, họ không chịu chấp thuận. Thì bây giờ phía tiểu bang đó đã đưa ra cái tối hậu thư cuối cùng, nếu không chấp nhận thì sẽ thưa kiện thành phố ra tòa. Mà thật sự dưới cái luật này đó, thành phố họ không có quyền mà họ phủ quyết, họ chỉ đang cố gắng muốn kéo dài chừng nào thì kéo mà thôi. Thì phía thành phố họ có đến ngày 20 tháng 9 là phải trả lời cho tiểu bang biết là bây giờ họ có chấp thuận hay không. Nếu như mà không thì cái kế hoạch của họ như thế nào đối với cái tòa building 165 units này. Ngày hôm qua tại tiểu bang Arkansas, thưa quý vị, một tiểu bang bảo thủ xưa nay, đã có những cái luật cấm phá thai và gây rất nhiều khó khăn. Có nghĩa là theo nhiều tiểu bang khác là một khi mà bác sĩ khám là có nhịp tim của thai nhi
thì xem như người phụ nữ đó không được quyền phá thai nữa, thường là trong phạm vi khoảng 8 tuần lễ mà thôi. Thế thì bên phía mà ủng hộ phá thai đó thì họ mới vận động để có thể tìm ra một dự luật đưa vào cuộc bỏ phiếu tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây. Tại vì các cuộc thăm dò, nhiều người phụ nữ họ nói mặc dầu họ là người của Đảng Cộng Hòa, bởi vì đa số cử tri ở Arkansas là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà họ cũng muốn nới rộng cái quyền phụ nữ được phá thai, không có hoàn toàn như là California. Nhưng mà trong trường hợp này, thí dụ những người vận động họ nói như thế này: cho phép phá thai 20 tuần thay vì 8-10 tuần hiện nay. Người phụ nữ thậm chí họ không biết mang thai nữa, đến khi biết được thì đã quá muộn rồi, cho nên đẩy tới 20 tuần. Thứ hai là trong trường hợp bị hiếp dâm, bị loạn luân hoặc đe dọa đến sức khỏe tính mạng của người phụ nữ, hoặc là dị tật của thai nhi. Cái vấn đề dị tật của thai nhi là không nằm trong cái điều khoản của những tiểu bang bảo thủ. Thai nhi có dị tật, nhưng mà đó là Chúa Thượng Đế ban cho con người, cũng không được phá thai nữa. Thậm chí có những tiểu bang, thí dụ như Arkansas đó, trong trường hợp loạn luân mà hãm hiếp cũng không bị được phá thai nữa. Thì có một số các tiểu bang, cái luật nó vô cùng nặng nề để ngăn chặn hầu như hoàn toàn các nỗ lực phá thai. Thì bên phía vận động quyền phá thai đó, họ đã lấy được 100.000 chữ ký theo luật của Arkansas. Thì mới đầu họ tưởng là ô, chúng ta có thể đưa luật, dự luật để bỏ phiếu, để xem coi nếu chỉ cần hơn 50% thôi là họ sẽ đạt được. Thế nhưng thất bại vì yếu tố nào? Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Vấn đề phá thai sẽ tiếp tục nằm trong cuộc bầu cử, và đó cũng là phân định được ai bầu cho đảng nào, ai bầu cho Trump và ai bầu cho Harris. Và đây là điểm mấu chốt riêng với những tiểu bang. Các vụ kiện nó đẩy hiện nay 18 tiểu bang bảo thủ, nó kiện liên tục luôn. Mà rồi những cái tiểu bang mà phóng khoáng quá đáng thì cũng gặp phải những cái vụ kiện. Trong trường hợp Arkansas này thì xui cho phe ủng hộ phá thai đó bị lỗi lầm về kỹ thuật khiến cho tòa tối cao pháp viện bác, không chấp nhận. Chứ không phải là họ bác cái dự luật mà được đưa vào. Bởi vì sao thưa quý vị? Một điểm mà tòa tối cao pháp viện không đụng tay được đó là ý dân. Đó cũng là một cái rất là dân chủ của nước Mỹ, dù bảo thủ hay không bảo thủ. Nhưng mà một khi có một dự luật đưa vào phiếu bầu, tìm kiếm đa số cử tri, tức là dân chủ, họ đi bỏ phiếu thì không có ông tòa nào, dù là tòa tối cao pháp viện, có thể phá được. Tuy nhiên trong trường hợp Arkansas xui cho phe ủng hộ phá thai là vì lý do theo luật của tiểu bang á, nộp cái chữ ký, trong đó phải kê khai những ai tài trợ, hoặc là chữ ký đó có phải được cái ban mà vận động đó trả tiền hay không, tức là các nhà tài trợ. Thì bên phía ủng hộ quyền phá thai đó không chứng minh được. Đôi khi 100.000 chữ ký chỉ có 1.000 chữ ký thôi, nó nằm trong cái sự tài trợ nó rất là phức tạp đó. Thì bên ông Bộ trưởng Tư pháp Arkansas bảo thủ đó, họ mới kiện. Họ nói nộp hồ sơ, mà trong đó những hồ sơ về những người tài trợ và tiền nếu bỏ ra như thế nào, bao nhiêu tiền, thì bên phía ủng hộ phá thai không đưa ra được. Kết quả là xui. Thế nhưng đây chỉ là vấn đề kỹ thuật thôi thưa quý vị, chứ không phải là liên quan đến cái lập trường. Và vì thế tòa tối cao pháp viện chỉ bác
họ đồng ý với bên phía Bộ Tư pháp, bởi vì họ hỏi bên phía ủng hộ quyền phá thai đó nộp hồ sơ, thì bên phía quyền phá thai nộp không đủ, chứ không phải là trên 100.000 chữ ký, nhưng mà trong số này đã có những cái chữ ký hoặc là có cái sự tài trợ không hợp pháp mà họ không chứng minh được. Thì bên phía ủy ban tranh đấu cho quyền phá thai họ nói họ chưa thua đâu, thua keo này bay keo khác, và họ sẽ tiếp tục cái nỗ lực này trong các cuộc vận động lần tới. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, vào ngày hôm qua phía các công tố viên ở Florida đã bắt 3 người khi mà một đó là chủ mưu đã thuê 2 tên khác đi tạt axit một người phụ nữ mà mình quen trước đây. Thì ở Mỹ này rất ít khi nghe những cái vụ tạt axit thưa quý vị, tại vì axit là một cái chất mà bị cấm, muốn mua ở ngoài cũng rất là khó, cho nên nghe cái vụ này cũng hơi sợ, không biết những cái tên này đã mua axit ở đâu. Thì trong hình đó, lần lượt người bên tay phải chính là chủ mưu William D. Bernardino thưa quý vị, cả ba đều là cư dân sống ở tại Florida. Y đã thuê hai người này, người phụ nữ tên là Betty Lynn, còn tên đàn ông ở giữa tên là Jamar McNeil. Y thuê là đi đến New Jersey tại cái người phụ nữ nạn nhân đó. Tin tức thì không có nói là cái lúc mà xảy ra cái vụ tấn công đó thì có phải là nạn nhân đã chia tay với cái tên Di Bernardino này hay không, cho nên Y tức giận mới thuê hai cái tay này đi tạt axit nạn nhân. Thì khi mà thuê đó, cả ba cùng nhau đi từ Florida đến New Jersey thưa quý vị. Và nhà của nạn nhân thì ở một cái thành phố nhỏ tên là Monroe Township. Ngày 26 tháng 7 là ngày cả ba. Thì không biết cái tên Di Bernardino có đến trước nhà nạn nhân hay không, hay là giống như là y bay cùng hai cái tên này đến New Jersey rồi y ở khách sạn. Nhưng mà hồ sơ của công tố viên cho biết nạn nhân kể là chiều hôm đó cô vừa mới đi làm về, lái xe vừa đậu vào driveway đó, mở cửa ra một cái, tự dưng có một người phụ nữ đã chứng thực là cái bà này, Betty Lane, nhảy từ đâu ra, cầm một cái ly và tạt thẳng cái ly chứa chất lỏng đó vào người của nạn nhân. Thì đó là axit mà nạn nhân đau đớn nằm ở dưới đó giãy giụa. Thế là Betty Lane này nhảy lên một chiếc xe đã chờ sẵn phía sau, mà phía công tố viên chứng nhận cái người mà lái xe đó chính là cái tên Jamar McNeil này. Bọn chúng lái đi để mặc nạn nhân nằm ở đó. Thì hàng xóm họ nghe những tiếng kêu khóc, họ mới chạy ra gọi xe cấp cứu. Khi mà đưa vào trong bệnh viện đó, các bác sĩ chứng thực là cô đã bị tạt axit. Đây là cái dạng axit đậm đặc, cho nên bây giờ đó cái thương tật trên cái người của nạn nhân 35%. Những cái chỗ bị axit tạt qua là bị coi như hủy hoại toàn bộ. Thì phía cảnh sát sau khi họ nhận được tin tức, họ đi điều tra. Thì vào mới ngày hôm qua họ đã bắt giữ cả ba tên này ở Florida, và bây giờ chúng đang chờ được dẫn độ về New Jersey để mà ra tòa cho cái vụ này. Và liên quan đến bầu cử thì tại tiểu bang Arizona thì tòa tối cao pháp viện ở Washington đã ra phán quyết 5/4 yêu cầu thuận cho tiểu bang Arizona được quyền hỏi căn cước công dân, chứng minh công dân của người ghi danh đi bầu. Thưa quý vị, với tỷ lệ 5/4 này thì đây là tiểu bang đầu tiên và duy nhất trên nước Mỹ đặt vấn đề về quyền công dân. Thì đây cũng là một cái trở lại với những cái vụ tranh chấp về lá phiếu bầu từ năm 2020 khi mà ông Trump thất cử đó, thì đã đặt ra nhiều vấn đề mà Đảng Cộng Hòa chủ chưa. Trong đó tiểu bang Georgia cũng có vấn đề, là Michigan, Arizona, toàn là những tiểu bang chiến trường. Thì các những tiểu bang bảo thủ hoặc là có cái khuynh hướng bảo thủ, thì nếu mà quốc hội đa số thì họ thường là đưa ra các nỗ lực để đưa ra các luật yêu cầu chứng minh công dân. Thì khi mà Arizona đưa ra luật này đó thì đã gặp phải phản đối. Ngay cả chính quyền Biden cũng đã đưa Bộ Tư pháp kiện, và cuối cùng từ tòa liên bang bây giờ kiện lên đến tòa tối cao pháp viện. Thế nhưng
trong hiến pháp họ đã nói rõ đó, quyền bỏ phiếu, quyền cử tri là phải là công dân của Mỹ. Chúng ta phải có quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta mới đi bỏ phiếu được. Thì cái chuyện này là cái chuyện rất bình thường. Và đó là lý do một trong những người mà theo khuynh hướng dân chủ đó, thẩm phán đó, họ cũng đồng ý cái điểm này. Bởi vì xem ra thì những cái gì đã có trong hiến pháp Hoa Kỳ về quyền công dân, trong đó quyền công dân Hoa Kỳ là được đi bỏ phiếu, thì tiểu bang Arizona bây giờ họ chỉ đòi hỏi thế thôi. Mặc dù cái vấn đề đòi hỏi đó nhiều tiểu bang khác không làm, nhưng mà không có nghĩa là họ cho phép. Và thậm chí bên phía Đảng Cộng Hòa và bên phía ông Trump đã từng chỉ trích là có những cuộc bỏ phiếu mà cử tri không chứng minh được quyền công dân của họ. Chỉ rất là dễ dàng ở quyền cư trú, sống ở đây là người của Arizona hay là người của Florida là được bỏ phiếu. Thì cái điều đó nó đi sai phạm. Thì bên phía Đảng Cộng Hòa của Arizona đã chứng minh được với tòa tối cao và dẫn đến cái việc đồng ý. Thế nhưng chỉ ảnh hưởng đến cử tri tương lai, những người bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi mà ghi danh đi bầu đó, là bên phía Ủy ban Bầu cử Arizona họ đòi hỏi một là giấy khai sinh, hai là passport. Và thưa quý vị, tin tức mới nhất về cái cuộc điều tra cái vụ ám sát học của ông Trump ở tại Pennsylvania đó, thì bây giờ quý vị cũng biết cái vụ này vẫn đang diễn ra, các quốc hội họ đang thẩm vấn từng người một, từ cái cảnh sát địa phương ở tại Butler của Pennsylvania cho đến từng người mật vụ một. Thì bây giờ có thêm một số những cái chi tiết, đó là phía cảnh sát ở Butler đó, họ nói là cái team mà tactical team, những người cảnh sát ngày hôm đó mà họ có đeo súng đó, sẽ phối hợp với lại mật vụ, nếu mà lỡ có những người nhân vật mà gây nguy hiểm cho ông Trump, thì phía cái tactical team này họ nói là họ có báo cáo một ngày trước đó, nghĩa là ngày 12 tháng 7, cái cuộc vận động của ông Trump diễn ra ngày 13 Tây. Thì ngày 12 Tây, cái tactical team này họ đã chuẩn bị sẵn những cái radio, họ nói là có report luôn là sẽ cho những cái người mật vụ bao nhiêu người, họ chuẩn bị bấy nhiêu cái radio để mật vụ ngày 13 Tây sẽ sử dụng để communicate với cái police team. Thế nhưng ngày 13 Tây không một người mật vụ nào đến cái văn phòng pick up những cái radio đó. Mà quý vị cũng nhớ là 3 phút trước khi mà ông Trump bị bắn đó, có một người cảnh sát của Butler, ổng đã nhìn thấy trên mái nhà và ổng đã nói vào cái radio, thế nhưng không một mật vụ nào nghe được cả, để dẫn đến cái chuyện ông Trump ổng bị bắn là như vậy. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn lại vào tuần tới.